Chiều ngày 14 tháng 8, Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cho biết đang tạm giữ hình sự một đối tượng giấu ma túy trong quả su su mang đi bán để che mắt cơ quan công an. Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 12 tháng 8, tại bản Cò Tan, xã Lóng Luông, Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La phát hiện hai người đàn ông điều khiển xe máy đi từ bản Cò Tan trong quốc lộ 6, có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng kiểm tra. Lúc này, đối tượng ngồi sau cầm túi ni lông đựng quả su su nhảy xuống xe bỏ chạy, còn người lái xe tăng ga chạy thoát. Ngay lập tức, tổ công tác nhanh chóng truy đuổi khống chế được đối tượng cầm túi su su. Qua kiểm tra, công an phát hiện trong túi su su có một quả bị khoét rỗng, bên trong chứa một gói ni lông chứa 161 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 17,34 gram. Đối tượng khai nhận tên là Tráng A Sua, 20 tuổi, trú tại bản Co Tan, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ và đang giấu số ma túy trên trong quả su su để đi bán cho một người không rõ danh tính kiếm lời. Hiện vụ việc đang được công an điều tra.